Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự vĩnh viễn hay vĩnh cửu. Vĩnh viễn có nghĩa là mãi mãi phải không? Vĩnh viễn có nghĩa là mãi mãi, giống như sự sống cho tất cả vĩnh cửu. Vĩnh viễn có nghĩa là thời gian không có kết thúc hoặc vô hạn, giống như những người hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, họ không có ý định chia tay. Sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời là gì? Ý tưởng về sự vĩnh cửu nó có liên quan đến Đức Chúa Trời, là một khái niệm quan trọng trong thần học. Những người theo thuyết duy thần nói rằng Thượng Đế tồn tại vĩnh viễn. Một định nghĩa khác nói rằng Thượng Đế tồn tại bên ngoài khái niệm của con người về thời gian, nhưng cũng tồn tại bên trong thời gian. Kinh Thánh nói gì về sự vĩnh cửu? Quả thật, thật vậy, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì được sống đời đời, không bị đoán xét, nhưng đã qua khỏi sự chết mà được sống. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con của một Ngài, hầu hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có một biểu tượng cho sự vĩnh cửu phải không? Một biểu tượng vô cực. Hình số 8 ở bên cạnh biểu thị khái niệm vô hạn hoặc vĩnh cửu, đặc biệt là khi được sử dụng ký hiệu trong toán học và ẩn dụ về tình yêu. Sự khác biệt giữa vĩnh cửu và vô hạn là gì? Hãy nhớ rằng vĩnh cửu liên quan đến trạng thái vô thời gian, trong khi vô hạn liên quan đến bất kỳ thứ gì không thể đếm hoặc đo được. Vĩnh hằng liên quan đến thời gian và vô hạn liên quan đến nhiều chiều. Ví dụ các chiều vô hạn trong câu thơ về thời gian. Bao lâu là một vĩnh cửu? Vĩnh cửu là một tư duy trừu tượng. Vì vậy vĩnh cửu có thể là dài như bạn mong muốn sau khi nó outline bạn. Eternity cũng là một từ chỉ một khoảng thời gian đã trôi qua. Ví dụ một thời gian một tuần. Vì vậy bản thân nó có nghĩa là cho đến hết thời gian. Sự khác biệt giữa sự sống vĩnh cửu và sự sống đời đời là gì? Về mặt thần học, vĩnh cửu có nghĩa là không trong bất kỳ thời hạn thời gian nào. Ngoài thời gian và tồn tại không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Giống như tinh thần, trong khi vĩnh cửu có nghĩa là sự sống không phải lúc nào cũng tồn tại, nhưng được ban cho Đức Chúa Trời và nó tồn tại mãi mãi. Chạy trong thời gian hoặc một cái gì đó tương tự, nó có bắt đầu nhưng không có kết thúc. Chúa là vô hạn hay vĩnh cửu? Hiện nay quan điểm chủ đạo giữa các nhà triết học là Thượng Đế mang tính thời gian. Bản chất vĩnh cửu của Thượng Đế là được coi là trường tồn hơn là vô tận. Thượng Đế không bao giờ ra đời và sẽ không bao giờ ra khỏi sự tồn tại, nhưng Thượng Đế tồn tại trong thời gian. Tình yêu vĩnh cửu nghĩa là gì? Tình yêu vĩnh cửu về cơ bản chỉ là một tình yêu không bao giờ có hồi kết. Đó là một tình yêu mạnh mẽ đến nỗi không gì trên đời có thể ngăn cản được tình cảm bền chặt mà hai người dành cho nhau. Một số người thậm chí còn ví nó như một tình yêu mạnh mẽ đến nỗi nó vẫn ở đó ngay cả sau khi chết. Tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời là gì? Hoàn toàn đúng khi nói rằng tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời là một lẽ thật tuyệt đối. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều đó, và điều này ngụ ý sự trung thành tuyệt đối. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta đã bắt đầu từ tuổi sơ khai và sẽ còn mãi cho đến đời đời, và nó vẫn hoạt động bất chấp sự bất trung và bất tuân của chúng ta. Làm thế nào để bạn mô tả sự vĩnh cửu? Sự vĩnh cửu có nghĩa là thời gian không có kết thúc hoặc vô hạn, giống như những người hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, họ không có ý định chia tay. Khi bạn đặt từ an trước vĩnh cửu, bạn có thể sử dụng nó để mô tả một khoảng thời gian rất dài, quá dài để bạn có thể sử dụng nó để phàn nàn.
Chúa Giêsu nói gì về sự sống đời đời? Trong Giăng câu 10 chương 27 tới 28, Chúa Giêsu nói rằng: Chiên của chúng ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chắc không bao giờ bị diệt vong. Điều này đề cập đến mối quan hệ cá nhân, trái tim và cơ đốc nhân mong đợi sẽ có với Chúa Giêsu. Sống mãi mãi có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn có thể hoàn toàn thoát khỏi diệt vong và tội lỗi khi trong một khoảng khắc, bởi vì bạn hoàn toàn miễn phí. Đó là niềm vui thực sự. Điều đó có nghĩa là hãy để mắt đến Chúa Giêsu, ngay cả sóng dữ dưới chân bạn sắp vấp ngã. Sự vĩnh cửu sau này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là rất rất dài thời gian sau đó. Đó là một cụm từ hyperbole, như một sự vĩnh cửu kéo dài mãi mãi, một sự vĩnh cửu không thể thực sự trôi qua, những sự chờ đợi quá lâu đến nỗi người nói phóng đại và nói dường như một cõi vĩnh hằng đã trôi qua. Ai không có cuộc sống vĩnh cửu? Ai không tin Đức Chúa Trời đã khiến người ấy trở thành kẻ nói dối? Vì người ấy không tin lời Đức Chúa Trời đã ban về con Ngài. Và đây là bằng chứng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở trong con Ngài. Ai tin vào con Ngài thì có sự sống, ai không tin vào con Ngài thì không có sự sống. Infinity có nghĩa là mãi mãi phải không? Vô cực là mãi mãi. Các nhà viên thiên học nói về sự vô hạn của vũ trụ, và các tôn giáo mô tả Thượng Đế là vô cùng. Một ví dụ khác trên trái đất là bể bơi vô cực, một bể bơi được thiết kế để đánh lừa thị giác và trông nó không có cặn. Vì vậy, nước cứ chảy mãi mãi. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.